lưu làm kỷ niệm nha. Thầy ông nội. Dễ quá mày ơi. Những mày ngồi sát bên rồi. Yeah. Cái này bữa nay mình tới nhà của bạn Thắng mùng 4 Tết nha. Mà uống là bia ôm nè, thấy không? Hay nè, đây mỗi người có đào rồi, thấy không? Đó. Mình uống bia mà có ông đích gọi bà nó chạy là hôm sau mà có kết quả luôn á. Ăn tháng lộn lộn mất tiền hả bò. Thói quen thói quen. Ủa mày định mất tiền bò hả tháng không? Có một bạn ông bị làm rồi thói quen á, mất tiền hả bò.